Tôi tên là Đào Trần. Trước hết đó, là tôi xin có lời cảm ơn hai vị thị trưởng và phó thị trưởng thành phố Westminster được có cơ hội để mà trình bày những cái điều mà hết sức là vô lý đang có thể là xảy ra tại thành phố Westminster, và cũng như là cho chúng tôi cư dân có cái cơ hội để mà gọi vô để đóng góp ý kiến. Trước hết là chúng tôi muốn nói cụ thể là việc là bà nghị viên Kimberly Hồ đã toa rập cùng với nghị viên Menzo để thứ tư này sẽ đưa ra đề nghị là thị trưởng và các nghị viên không được tiếp xúc với các nhân viên trưởng phòng, mà gọi là department head, mà chỉ được nói chuyện với city manager mà thôi. Điều này thật là phi lý khi người dân cần giúp đỡ. Họ sẽ gọi đến các dân cử, mà các dân cử lại không được nói chuyện với các ban ngành để tìm cách giải quyết giúp cho họ, mà lại đẩy cho city manager. Như vậy nghĩa là gì? Tôi tên là Vũ Hiếu. Theo chúng tôi thấy đó, thì là nghị viên Kimberly Hồ và ông Carlos Menzo đã đưa ra một cái đề nghị để cái thứ tư này để họ tiếp xúc với dân, để họ trưng cầu dân ý chẳng hạn đó. Thì tôi đọc tôi thấy rất là buồn cười và ấu trí. Cái thứ nhất, thưa là trong này là họ nói là thị trưởng, nghị viên không được tiếp xúc với nhân viên trưởng phòng mà chỉ được nói chuyện với city manager mà thôi. Thì cái luận điệu này nó giống như luận điệu của cộng sản vậy, nó phải theo một cái hệ thống giấy tờ. Còn quân đội như chúng tôi hồi xưa là phải theo một cái hệ thống quân giai, nhưng mà quên một điều là đôi lúc nếu mà cứ theo một cái hệ thống là nó chế quá rồi. Và thứ nhất và thứ hai nữa là dân cử người ta bầu ra, dân bầu ra thì thị trưởng là có quyền tiếp xúc với dân trực tiếp chứ, để nghe những cái nguyện vọng trực tiếp chứ đâu phải cứ mỗi lần gặp thị trưởng hay là đề nghị dân đề nghị một cái gì là phải là theo một cái hệ thống, nó quá rườm rà và phức tạp. Cái đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai nữa là cái này nó mới kỳ nữa, bởi vì hồi đó giờ cái là tra thiên lập địa, giờ tôi chưa thấy có một cái nào ông thị trưởng phải đi ra mở một cái văn phòng ở ngoài, không được ở trong cái city hall. Trong cái city hall nó chứng tỏ ra một cái điều trang nghiêm, khi mà mình tự trọng đó thì mình mới tự trọng, mình là mình mới đối với người xa khác nó tự trọng được, tức là ông nó phải có một cái thế để ông nói chuyện. Bây giờ tôi hỏi cô là cái ông thị trưởng này bây giờ ông ra ông thuê một cái văn phòng ở ngoài như là bonsai chẳng hạn á, ở kế bên văn phòng ông là một cái tiệm, ví dụ như là một tiệm cà phê, nó còn cái sự trang nghiêm của một người thị trưởng không? Tự nhiên đề nghị ra cái này tôi thấy nó rất là kỳ. Khi mà tôi làm manager đó, tôi làm cho company của Mỹ đó, họ bắt manager là phải thắt cái thai. Thắt cái thai để làm gì? Cái thai để cho ngứa cái cổ. Thì khi mà người manager mà ngứa cái cổ đó phải sửa lại thì người đó nhớ là tôi là manager. Thì tôi phải có một cái chức phận như thế nào đối với nhân viên. Thì cái gì đó làm việc nó phải có một cái hình thức và nó có một cái tự trọng và nó có một cái trang nghiêm. Đây cô nói đề nghị là ok bây giờ bỏ cái văn phòng của ông thị trưởng không ở trong City Hall nữa thì bây giờ ở đâu? Thì tôi thấy hai cái luận điệu này nó là quá là nó cái là nó thù vặt, là nó đưa ra những cái tầm bậy tầm bạ, nó ấu trí lắm. Đó là cái ý tưởng của tôi. Dạ, tôi là Oanh Nguyễn ở Westminster. Xin chào quý vị và xin chào thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là phó thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí ạ. Thì tôi thấy hai cái việc mà bà Kimberly Hồ với Carlos Menzo đưa ra đó nó không có hợp lý một chút nào. Trước nhất đó là việc giao hết việc cho City Manager, trong khi dưới quyền đó thì có bao nhiêu những cái phân khu khác. Như vậy thì đi ngược lại cái nguyên tắc phân quyền từ trước đến giờ, là bởi vì là bất cứ một từ chỗ lớn đến chỗ nhỏ, từ một vị tổng thống trong một nước cho đến những cái bộ phận khác nhau thì bao giờ cũng là cái người tổng thống. Thế nhưng mà phải phân khu ra, phân quyền ra là những cái phân bộ khác nhau. Thế cho nên là đi dồn vào hết cho một người city manager thì cái chuyện đó nó làm cho tất cả mọi việc nó bị chậm lại. Và đồng thời cho nên là như vậy thì cái người dân là phải chờ lâu hơn trong những
trong những cái công việc mà họ muốn, là bởi vì là tất cả mọi việc mà dồn vào một người như vậy. Thì tôi thấy là cái chuyện này mà bà Kimberly Hồ bà nói là bà có người có học, thế nhưng mà những ý kiến của bà đó nó rất là kỳ quặc và nó vô lý. Còn thì là đồng thời đó, về cái vấn đề mà văn phòng thị trưởng bây giờ lại phải rời sang một cái chỗ khác không phải ở trong City Hall, thì nó cũng là một cái chuyện nó cũng hơi buồn cười mà không cần thiết, là bởi vì ông thị trưởng của Westminster thì đương nhiên là ông phải nằm trong cái thành phố, trong cái City Hall, không có cái gì mà để chống đối. Và đồng thời cái tư cách của ông Tạ Nhất Trí, ông được tất cả những người dân ở Westminster rất là tín nhiệm, và vì cái sự, vì cái tư cách và cái sự nhiệt thành của ông, thế thì cho nên thì là bà cũng đã được, chính bà cũng đã được Tạ Đức Chí, như chúng tôi biết, giúp đỡ rất nhiều. Khi bà bắt đầu đi vào vòng chính trị, bà không có một cái kinh nghiệm gì hết, là ông Tạ Đức Chí đã giúp bà để những ý kiến để bà có thể có những cái bước đầu thành công. Chúng tôi cũng đã bầu cho bà và vớt bà khi bà bị người ta khi bà bị tài đổ cùng với Hoàng Kiều là vì không có bà. Thế nhưng mà bà cũng người Việt Nam mình có cái câu là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, thì bà là người rất vô ơn. Theo tôi thấy đó, thì là bà có lẽ không biết gì về chữ nghĩa Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Người Việt Nam mình, nhất là những người có chức phận, nó không có làm như thế, là bởi vì thì là bà rất là vô ơn. Bà đã nghĩa là giống hành động như một người ăn cháo đái bát, bà đặt những cái, bà làm những cái chuyện mà không có, nó rất là nhỏ nhen mà nó làm cho chứng tỏ là thì là bà không có thể là biết cái người mà đã giúp cho bà. Cho nên cái những cái chuyện đó, từ cái chuyện nhỏ đó thì nó xé ra là cái chuyện lớn. Ngoài việc mà bắt tay với ông tài đỗ cái tuổi Hoàng Kiều, thì để mà là bà, tức là bà bên xe bên kia, nhưng mà bây giờ để được việc của bà thì bà lại đi với tài đỗ đó. Rồi bà cứ dùng cái thuật của bà là lấy ba để mà thắng hai, cái đó nó rất là tiểu nhân mà chúng tôi không có đồng ý. Và nhất tất cả những người bạn của tôi họ đều là, cho nên bà phải cẩn thận, bà càng làm nhiều, bà càng quậy đó thì bà càng mất tín nhiệm mà thôi. Cho những người như bà thì không có xứng đáng để làm đại diện cho người dân của thành phố Westminster, là đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn quý vị ạ. Tôi là Nhật Thân, là cử tri của đơn vị số 3 thành phố Westminster. Tôi xin được phát biểu trong cái làn sóng hôm nay với những cái điều mà tôi rất là phẫn uất, tôi rất là không bằng lòng cái sự phá hoại của nghị viên Kimberly Hồ. Tôi xin được nói là cái thời gian gần đây, với cái sự lật lọng quay mặt với lại thị trưởng và phó thị trưởng, kể từ sau khi mà những cử tri chúng tôi ủng hộ bà và thị trưởng, phó thị trưởng để chống lại cái việc recall mà do tài đổ với lại cái phe nhóm của họ đã làm ra, là cái cuộc chống recall đó đã thành công, thì tôi nghĩ rằng là với ba vị làm việc hết lòng hết sức với những cái lời hứa với cử tri, thì cử tri chúng tôi sẽ được bình yên với những cái điều mà thành phố sẽ làm cho cử tri. Nhưng mà tôi không có ngờ đến bây giờ bà Kimberly Hồ là quay ngược lại 180 độ đối mặt với lại thị trưởng, phó thị trưởng. Trước mắt tôi muốn nói về tư cách của một bà nghị viên, đó là một sự phản bội với cử tri, phản bội với lại những người đồng hành với mình. Thì tôi cho rằng là đây là một cái con người mà nó tệ hại và không có còn một cái niềm tin gì để mà chúng tôi có thể tin tưởng vào bà Kimberly Hồ. Thực sự mà trong cái việc mà chống recall vừa qua, chúng tôi không ủng hộ bà đâu. Vì chúng tôi thấy rõ mấy năm bà làm việc, bà chẳng có làm được cái việc gì. Bà chỉ có là dựa vào cái mác bố của mình á, ngày xưa là cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thôi. Còn bà, nói thật, bà làm chuyên của một dược sĩ, bà bán thuốc về da cũng có hiệu quả. Tôi mất rất là nhiều tiền mà không có được gì rồi. Bà làm nghị viên cũng không có ra cái gì hết. Nhưng vì cái lá phiếu của bà cộng với hai lá phiếu của thị trưởng với lại Charlie Chí Nguyễn á, nó làm nên những cái điều ích lợi cho cộng đồng ở dân cư ở đây. Cho nên chúng tôi ủng hộ luôn cụm ba người. Nhưng mà bây giờ bà quay lưng lại. Tôi nói cái lời này để tôi kêu gọi mọi cử tri ở đơn vị ba
của thành phố Westminster hãy sáng suốt nhìn cho rõ chân tướng của bà Kim Ly Hồ. Đó là một cái sự phản bội với chúng ta, với những cử tri chúng ta, và phản bội lại với những người đồng nghiệp của bà ở trong cái thành phố Westminster này. Trước đây tôi có nghe nói là bà ta là chống đối lại cái việc mà ông thị trưởng đề nghị cho mỗi người ở apartment 10.000 đồng để mà sửa sang lại cái mobile home của mình. Nhưng mà bà ta ra sức chống đối. Thế thì bà còn đi vào từng các apartment để bà vận động, bà nói cái gì nữa? Thật sự là, nghĩa là cái bà này đầu môi chót lưỡi giả dối. Tôi đề nghị các cử tri phải sáng suốt, nhìn rõ chân tướng của bà. Và bây giờ đây tôi biết là thứ tư sắp tới nè, bà đề nghị là tất cả những sắp tới đây, thị trưởng và nghị viên không được tiếp xúc với các nhân viên trưởng phòng, các department head, mà chỉ được nói chuyện với city manager thôi. Cái đây là cái gì? Cái đây là một điều rất là vô lý. Bà làm như vậy sẽ làm chậm cái bước tiến những công việc mà city đang vận hành, cái cổ máy đang chạy tốt, phải làm việc cùng lúc với nhiều thì mới giải quyết được nhiều công việc của cư dân trong thành phố chứ. Bây giờ bà đề nghị cái việc này, tôi biết là tài đổ đã đề nghị trước đấy rồi, nhưng mà vì chúng ta bên này có 3 phiếu cho nên mới bắt được cái điều này. Thì bây giờ bà Hồ đứng về phía tài đổ với lại ông Menzo, và bà đề nghị trở lại là không có cho các thị trưởng và nghị viên không được tiếp xúc với nhân viên trưởng phòng mà chỉ tiếp xúc với city manager thôi, thì công việc nó sẽ bị chậm lại. Thì tôi nghĩ rằng là các cử tri chúng ta hãy sáng suốt nhìn nhận cái vấn đề này. Thêm vào đó, bà Kim Ly Hồ và ông Menzo cũng có đề nghị là thị trưởng thì không được có văn phòng ở trong City Hall. Làm sao vậy? Bà Hồ ơi, sao mà bà nhỏ mọn một cách phi lý vậy? Thị trưởng thì phải ngồi trong City Hall để mà tiếp dân. Bây giờ bứng ông đi đâu? Tại sao như vậy? Bà bắt là ông thị trưởng phải ngồi ra bên ngoài cùng với nghị viên là sao? Nghị viên đương nhiên là sẽ không có bằng thị trưởng rồi. Và cái City Hall đó, thị trưởng là bộ mặt của cái city. Ông phải được ngồi một cái văn phòng ở đó mới đúng vị trí của ông, và ông tiếp dân. Khi người dân người ta đến, người ta muốn được tiếp xúc với thị trưởng, người ta cũng muốn là được vào cái City Hall, chứ đâu có phải là người ta muốn ra một cái bất cứ một cái hộp nào cũng được, một cái phòng ở đâu cũng được. Bà Hồ ơi, sao mà bà ti tiện hèn mọn vậy? Tôi đề nghị bà hãy dùng một chút lòng nhân để mà ứng xử với đồng nghiệp của mình và mấy cư dân của thành phố này. Một điều nữa, tôi nói nè, bà bước vào con đường chính trị, bà rất là sống xít non nớt. Có phải là chính ông Tạ Đức Trí, ông Trần Thái Văn và ông Nguyễn Quốc Lân đã dìu dắt bà để bà có ngày hôm nay, mà bây giờ bà quay lưng lại? Một chữ cũng là thầy, hai chữ cũng là thầy, huống chi là người ta dìu dắt bà vào con đường chính trị mà bây giờ bà phản thầy. Bà Hồ, đạo đức của người Việt Nam mình không có chấp nhận như vậy. Tôi tin chắc rằng khi mà đối diện với lương tâm của mình, bà sẽ rất xấu hổ và đau đớn. Nhưng mà vì cái lòng tham quyền lực của bà nên bà phải ra sức, bà đánh phá ông Tạ Đức Trí. Bà nhìn coi, ông Tạ Đức Trí là một người thị trưởng quá hiền lành, quá đạo đức và chân chất. Bà vu vạ cho ông Trí bao nhiêu điều. Ông ta đâu có thể mà mồm loa mép giả như bà. Vì là với người Việt Nam, nói ra thì người ta nói là bà đánh một người phụ nữ. Nhưng mà sự thật đối với tôi, phụ nữ hay đàn ông gì khi mà đã bước vào chính trị là phải mặc đối. Ông Trí, ông còn nhường bước với bà. Chứ nếu tôi là ông Trí thì tôi sẽ vạch toàn bộ cái bộ mặt thật của bà, tôi phơi bày lên cho cử tri người ta thấy. Nhân tiện đây tôi xin được nói với đài VNCR là tôi rất muốn có một buổi, nếu mà quý đài không cho rằng tôi chỉ là một cử tri bình thường, tôi xin được một lần lên đài, tôi nói rất là nhiều điều về bà Kim Ly Hồ, vì tôi muốn vạch trần cái bộ mặt đạo đức giả của bà ta với cử tri của khu vực 3 thành phố Westminster. Vì tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ mà đê hèn ti tiện mà tham quyền lực đến như vậy. Bà đã điên cuồng rồi, bà chống phá. Thời gian gần đây bà đã sử dụng cái đồng tiền thuế của nhân dân Westminster, bày ra rất là nhiều cuộc họp để mà đánh phá ông Trí với ông Chí Tạ.
những cái cuộc họp vô bổ, không có lợi ích gì cho cư dân chúng tôi đó. Chúng tôi chỉ muốn quý ông bà đoàn kết làm việc cho cư dân, chứ chúng tôi không có bầu các ông các bà lên đây để mà đánh đấm nhau. Bà Hồ, bà nghe rõ chưa? Bà đã sử dụng đồng tiền của cư dân chúng tôi á, đồng tiền thuế là vào những cái việc vô bổ, vô ích. Nhưng mà bà bùm loa mét giải ở bên ngoài, bà đi cho chỗ này 5-10 ngàn, tiền ở đâu vậy bà? Tiền ở đâu vậy? Bà rồi bà đánh thuế cho cao lên, nhưng bà sử dụng tiền có đúng mục đích không? Trong khi cho mỗi người trong mobile home một cái nhà là 10 ngàn để người ta tu bổ thì bà lại từ chối. Tôi phát biểu đến đây thôi, để tôi dành lời lại để thời gian cho những người khác. Xin lỗi thị trưởng và phó thị trưởng ạ. Xin cảm ơn. Chúng tôi là Trí Tà, thị trưởng của thành phố Westminster. Xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả. Dạ vâng, chúng tôi là Charlie Nguyễn Mạnh Trí. Xin được kính chào quý thính giả. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi và phó thị trưởng Charlie Chí Nguyễn rất là vinh dự. Chúng tôi thấy được bức hình của nhà báo Lê Đình Điểu. Mà cái điều này khiến chúng tôi rất là cảm động, bởi vì chú Nguyễn Văn Son là một cái người luôn luôn trọng những cái thành quả cũng như là tất cả những gì mà nhà báo Lê Đình Điểu đã đóng góp cho cộng đồng. Và cái bức hình nhà báo Lê Đình Điểu luôn được chú Nguyễn Văn Son trân trọng để một cái nơi rất là trang trọng. Và hôm nay phải nói là chúng tôi rất là vinh dự được gặp lại chú Nguyễn Văn Son. Và cũng xin được chào chú. Cảm ơn ông thị trưởng Tạ Đức Trí. Thì đây cũng là một sự ngẫu nhiên hết sức là vui. Chúng ta cộng sức với nhau để mà có thể làm cho những cái vấn đề khó khăn giải thích được rõ ràng. Cho nên tôi, Nguyễn Văn Son, rất welcome Tạ Đức Trí và Charlie Trí hồi ngày hôm nay. Thưa chú Son, thì cũng cách đây cũng hơn 5 năm về trước, thì khi mà Trí đến với chú Son và Trí đã yêu cầu chú Nguyễn Văn Son ủng hộ cho nghị viên Kimberly Hồ, lúc đó là ứng cử viên cho nghị viên Hội đồng thành phố Westminster vào năm 2016. Thì vào cái thời lúc đó đó, chú Nguyễn Văn Son có đưa ra những cái lời chia sẻ và nhận định rằng Trí nên cẩn thận việc này. Tại vì trước khi mình muốn ủng hộ ai đó, chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ. Thì cái lời chia sẻ một cách rất là chân thật của chủ Nguyễn Văn Son vào thời đó đó, Trí vẫn nhớ. Và Trí có chia sẻ với chủ Nguyễn Văn Son đó, vào cái thời điểm đó Trí thấy là chị Kimberly Hồ với lại bố chị Kimberly Hồ là một cụ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì với những cái hoàn cảnh gia đình, thì vào cái thời điểm đó đó, Trí nghĩ rằng chị Kimberly Hồ sẽ là người sẽ hỗ trợ cho thành phố Westminster trong việc phát triển thành phố và lúc nào cũng tạo nên cái sự đoàn kết. Tuy nhiên, thì bây giờ thì chúng ta thấy được những cái gì đang diễn tiến trong thành phố Westminster đã khiến cho Trí phải suy ngẫm lại những cái lời mà chú Nguyễn Văn Son đã từng dặn dò cũng như chia sẻ vào cái khoảng thời gian năm 2016 là Trí ơi, Trí phải rất là cẩn thận. Thì phải nói rằng khi bây giờ mà Trí nhớ lại những cái điều đó, cá nhân mình thấm thía vô cùng. Dạ thưa chú Nguyễn Văn Son. Cảm ơn Trí. Kính thưa quý vị, riêng cá nhân Nguyễn Văn Son tôi lúc nào cũng biết ơn quý vị đã từng bao nhiêu năm nay có cảm tình, tin tưởng và ủng hộ hai người coi như em của tôi. Đó là thị trưởng Tạ Đức Trí và phó thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí. Kính thưa quý thính giả, hàng tuần sau giờ làm việc, tôi luôn luôn tìm cách có thời giờ đến viếng hai người đồng đội của tôi. Đó là hai chiến sĩ Việt Mỹ. Và bên cạnh đó, tôi rất cảm động mỗi khi tôi đứng trước cái đài tưởng niệm các vị tướng lãnh đã tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa. Chí à, anh luôn luôn nhớ tới em. Tôi rất cảm ơn quý thính giả cho tôi cái cơ hội ngày hôm nay để chia sẻ với quý vị. Cũng như là tôi cảm ơn thị trưởng Tạ Đức Trí và phó thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí. Anh cảm ơn hai em.
Trí chân thành để cảm ơn những lời chia sẻ của chú Nguyễn Văn Son, và những lời chia sẻ này đã khiến cho Trí rất là cảm động. Và chúng tôi xin được cảm ơn những lời chia sẻ, đóng góp ý kiến của các cư dân sống trong thành phố Westminster cũng như là tại quận Cam về tất cả những gì đang xảy ra cho thành phố Westminster. Và thưa tất cả quý vị, về những cái việc hay những cái dự luật mà của nghị viên Kimberly Hồ hay nghị viên Carlos Menzo đó đưa ra vào thứ tư sắp tới đó, thì chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được là các nghị viên này đã đưa ra những điều phải nói là hết sức vô lý. Và chúng ta thấy đó, trong những tháng vừa qua đó, thì cuộc họp của thành phố đó nó vừa lâu, nó vừa mất thì giờ, mà nó làm cho tốn kém rất là nhiều tiền thuế của người dân cũng như là tài nguyên của thành phố. Thay vì cái thì giờ đó mà các thành viên của hội đồng thành phố đó họ phải đưa ra những sáng kiến để phát triển thành phố, để làm sao để mà giúp thành phố vượt qua những khó khăn, những thử thách của cơn đại dịch vừa qua, thì các nghị viên như là nghị viên Kimberly Hồ, nghị viên Menzo hay nghị viên Tài Đỗ đó, họ chỉ đưa ra những điều luật để mà tạo thêm những mâu thuẫn, những đánh phá lẫn nhau. Và chúng ta thấy đó, những cái buổi họp báo của nghị viên Kimberly Hồ đó đưa ra đó, những điều bà nói đó hoàn toàn không đúng sự thật. Và trong những cái buổi họp vừa qua đó, các cư dân của thành phố đều thấy rõ đó, bà lại đưa ra cái điều luật bởi vì bà và hai đồng viện của bà muốn bịt miệng chúng tôi cũng như là phó thị trưởng Charlie Chi Nguyễn. Thành ra cái điều này phải nói rằng những cái điều này là nó vô cùng đáng tiếc đối với cộng đồng cũng như là cư dân của thành phố Westminster. Chúng ta đều thấy đó, các cư dân của thành phố, các đồng hương trong cộng đồng Việt của chúng ta luôn muốn thấy cái sự đoàn kết của các thành viên trong hội đồng thành phố. Bởi vì khi mà đoàn kết đó, thì hội đồng thành phố mới có thể đưa ra những chính sách để mà giúp cho thành phố phát triển. Mà nghị viên Kimberly Hồ, từ việc họp báo bà đưa ra những cái điều, phải nói rằng bà đã bị đặt ra rất là nhiều chuyện để đánh phá chúng tôi cũng như là phó thị trưởng Charlie Chí Nguyễn. Và chúng ta đã nghe những lời chia sẻ của các cư dân sống trong thành phố hay là sống ngoài thành phố đó. Cá nhân chúng tôi đã phục vụ cho đồng hương, cho cộng đồng hơn 2 thập niên qua. Và cá tính của chúng tôi đó thì không bao giờ muốn đụng chạm tới bất cứ nhân vật nào ở trong cộng đồng. Thì nó trong thời gian vừa qua đó, chúng tôi đã cố gắng, chúng tôi im tiếng. Và rất nhiều đồng hương á, người ta cũng rất là thắc mắc tại sao ông thị trưởng bị bà Kimberly Hồ họp báo rồi đánh phá bị chuyện, và tại sao ông không lên tiếng. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi không muốn tạo nên cái sự mất đoàn kết ở trong cộng đồng, bởi vì chính chúng tôi là người đã yêu cầu chú Nguyễn Văn Son hãy hỗ trợ cho bà Kimberly Hồ vào năm 2016. Và cũng chính chúng tôi đã yêu cầu phó thị trưởng Charlie Chí Nguyễn cũng phải ủng hộ cho nghị viên Kimberly Hồ vào năm 2016, khi mà bà Kimberly Hồ lần đầu tiên ra tranh cử vào chức nghị viên. Chúng ta đều biết là phó thị trưởng Charlie Chí Nguyễn vào thời đó đó, ông cũng là một cái người sinh hoạt cộng đồng. Ông đã có kinh nghiệm hơn 30 năm sinh hoạt cộng đồng. Ông đã từng tổ chức rất nhiều những cái buổi lễ lớn trong cộng đồng. Cái số người ủng hộ đối với phó thị trưởng Charlie Chí Nguyễn chúng ta biết là rất là đông. Mà khi mà phó thị trưởng Charlie Chí Nguyễn đó ủng hộ nghị viên Kimberly Hồ vào năm 2016, khi mà bà mới bước chân vào trong lĩnh vực chính trị đó, là vì phó thị trưởng Charlie Chí Nguyễn
cũng như là chú Nguyễn Văn Son đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Thành ra bây giờ khi mà nhắc tới những chuyện này, thật ra chúng tôi cũng không muốn nhắc. Nhưng mà tuy nhiên, chúng tôi phải nói chúng tôi vô cùng hối tiếc. Chúng tôi xin mời Phó Thị trưởng cho đại chí nguyện. Dạ vâng, cảm ơn Thị trưởng Tạ Đức Trí. Xin được kính chào quý vị thính giả của đài VNCO một lần nữa. Thưa với quý vị, chúng tôi cùng với lại Thị trưởng Tạ Đức Trí xin được gửi lời cảm ơn tất cả đến quý vị cư dân, cũng như là những người trong cộng đồng của chúng ta đã gọi điện thoại vào và chia sẻ về những cái sự việc đã xảy ra và đang xảy ra tại thành phố Westminster. Thì chúng tôi phải nói rằng trong cái giai đoạn này thì thưa với quý vị, chúng ta thấy rằng là thành phố Westminster đang ở trong cái giai đoạn mà nó có rất nhiều cái vấn đề mà như Thị trưởng Tạ Đức Trí đã nêu lên, cũng như là quý vị cũng đã nghe qua những lời trình bày của các vị cư dân vừa qua. Thì xin quý vị cũng ủng hộ cho chúng tôi bằng cách là nói lên cái tiếng nói của quý vị để giữ lại cái thành phố được gọi là mệnh danh của thủ phủ của người Việt của chúng ta tại đây. Chúng tôi ao ước là chúng ta có một cái sự phát triển, nhất là về cái vấn đề lo về cái an sinh xã hội cho người dân của chúng ta đang lúc mà chúng ta cần phải trở lại sau cái vấn đề đại dịch này. Dạ, chúng tôi rất là cảm ơn những lời chia sẻ của Phó Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn. Trọng tâm của thành phố hiện nay đó, làm sao để mà giúp cho cư dân vấn đề an sinh xã hội, đưa ra những cái chính sách thích hợp để mà giúp cho thành phố tiếp tục phát triển. Đó là vai trò và trách nhiệm của một người dân cử, một người đại diện là tiếng nói của cư dân. Không phải là một người dân cử, tiếng nói của cư dân đó, mà cứ đưa ra những điều luật để mà tạo thêm những mâu thuẫn. Thưa quý vị, những mâu thuẫn không cần thiết, bởi vì cư dân của thành phố đó, trong thời gian vừa qua đó, họ đã bày tỏ đó, họ đã vô cùng ngán ngẩm khi mà cái cuộc họp hội đồng thành phố đó kéo dài quá lâu, mà những vấn đề mà các thành viên đưa ra để tranh cãi là những cái vấn đề nó không quá quan trọng, nó không có đem lại cái sự phát triển của thành phố, cũng như là không có đem lại những cái an sinh xã hội cho người cư dân. Đó là những người cư dân người ta mong muốn. Người ta mong muốn thấy rằng hội đồng thành phố đó phải đưa ra những cái chính sách phát triển thành phố làm sao mà giúp cho cư dân thấy được cái sự quan tâm của một cơ quan chính quyền đối với đời sống của người dân, chứ không phải là cái vai trò của một người nghị viên rồi ngày hôm nay rồi đưa ra điều luật nói rằng ông thị trưởng không được quyền ngồi trong City Hall, rồi ngày mai đưa ra cái điều luật nói là ông thị trưởng, ông phó thị trưởng không được phát biểu điều này, rồi ngày mốt là sẽ đi tới bịt miệng cả thị trưởng và cả phó thị trưởng, rồi lại đưa ra những cái điều luật để mà tạo nên cái sự xáo trộn của hội đồng thành phố. Phải nói rằng chúng tôi nhìn vào cái cảnh đó, chúng tôi phải nói rằng chúng tôi hoàn toàn không đồng ý, mà phải nói rằng vô cùng thất vọng thấy được một vài nghị viên của thành phố Westminster mà đã làm cho cư dân đồng hương vô cùng chán nản. Thay vì cái thời gian đó đó, chúng ta nên tiếp xúc với đồng hương, chúng ta nên đưa ra những chính sách, những sáng kiến, những ý kiến mới để mà giúp cho giới tiểu thương. Và bây giờ lại đưa ra những cái điều luật rằng các thành viên trong hội đồng thành phố không được tiếp xúc với lại department head, không được tiếp xúc với lại các nhân viên cao cấp của thành phố. Thì thưa tất cả quý vị, như vậy là các dân cử của hội đồng thành phố đã tự tước đi trách nhiệm của mình. Và trong trường hợp mà nếu mà cư dân họ có vấn đề gì, họ cần gặp chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi không có văn phòng trong City Hall, thì không lẽ chúng tôi phải hẹn một cái quán nào đó để mà tiếp xúc với cư dân? Cá nhân chúng tôi thì chúng tôi không quan trọng cái vấn đề có văn phòng hay không có văn phòng. Tuy nhiên, chúng ta phải nghĩ lại là đây là bộ mặt của thành phố, và đây là một cái sự trân trọng, một cái sự trang trọng của cơ quan chính quyền khi mà cần tiếp xúc với đồng hương, khi mà cần tiếp xúc với người dân. Và chúng tôi không thể tưởng tượng được là hai nghị viên là Carlos Menzo và nghị viên Kimberly Hồ đã đưa ra cái dự luật và đòi hỏi rằng văn phòng thị trưởng không được quyền ở trong City Hall.
Và thưa quý vị, cái vấn đề mà gọi là không cho các nghị viên hay là hội đồng thành phố để tiếp xúc với lại những department head, thì cách đây khoảng chừng 2 năm khi chúng tôi bắt đầu vào trong cái vai trò của nghị viên của thành phố, thì chính bà Kimberly Hồ là người đã chống lại cái vấn đề mà Tài Đỗ đưa ra không cho nói chuyện với lại những department head. Bà là người vận động để chống lại. Nay bà đã thay đổi. Bà chỉ vì bà muốn là được những cái ý kiến của bà khi bà đã có cái sự ủng hộ của hai nghị viên khác. Tôi thấy rằng đây là một cái trò mà lật lọng mà chúng tôi đã thấy rằng trong những ngày vừa qua đã có nhiều vấn đề. Và bây giờ bà vẫn tiếp tục làm cái việc này thì chúng tôi thấy rằng đó không phải là một người nghị viên mà có một cái tinh thần trách nhiệm để mà lo cho thành phố, mà chỉ là lo cho cá nhân của mình. Một khi mà muốn được cái gì thì họ sẽ đồng minh giai đoạn với tất cả những người họ muốn để họ đạt được. Thưa quý vị đồng hương, chúng tôi tin rằng tất cả quý vị cũng thấy là họ là thuộc thành phần nào và cái mục đích của họ tại sao vẫn đánh phá chúng tôi. Chúng tôi tin rằng quý đồng hương đã có câu trả lời. Một lần nữa, cảm ơn sự đóng góp, sự quan tâm của các đồng hương, các cư dân sống trong thành phố cũng như là sống ngoài thành phố đã đóng góp ý kiến cũng như thể hiện cái sự quan tâm của mình đối với thành phố Westminster. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban giám đốc đài VNCR đã tạo cho chúng tôi có cơ hội để được chia sẻ một số những tin tức quan trọng từ phía thành phố Westminster. Và xin Phó Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn cũng chia sẻ vài lời. Kính thưa quý vị có những câu hỏi hoặc tiếp xúc với chúng tôi thì có thể liên lạc về số điện thoại là 714-576-4330, 714-576-4330.